Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akoi và hôm nay sẽ bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa mới ra mắt ở trên iOS và Android có tên gọi là Hura Stone, một dạng game cây rùa nhập vai màn hình dọc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Hura Stone này để xem là nó có gì đặc biệt hay không nhá. Thì các bạn thấy đây là giao diện chính con game này, chúng ta sẽ mặc vào trang bị cho nhân vật này. Rồi để xem nó chơi như nào. Đại loại thì đây là một dạng game cây rùa thôi, các bạn sẽ bấm vào cái hòm này này và nó sẽ mở ra trang bị và các bạn lắp vào trang bị vào cho nhân vật của mình. Đấy, dạng game này rất đơn giản luôn, ai cũng phải chơi được, tầm từ mình nghĩ 6 tuổi lên là chơi được rồi. Thì em ban đầu anh em cứ làm nhiệm vụ thôi và các bạn mở ra, nếu mà thấy trang bị nào mà không ổn ấy thì các bạn để bán đi. Đó, các bạn để bán đi. Rồi các bạn lại mở hòm tiếp này. Đấy, cứ mở hòm và bán đồ nhá. Đấy, nhiệm vụ các bạn là tăng lực chiến các thứ ra. Đấy, game này cực kỳ đơn giản luôn, cái con Hura Stone này cực kỳ đơn giản. Game này thì xem nào. Trên server này nó không có tiếng Việt rồi anh em ơi. Có nhập cốt này. Nó không có tiếng Việt anh em ạ. Đó, game không có tiếng Việt nhưng mà mình nghĩ là cũng, các bạn cũng không cần phải có tiếng Việt thì anh em vẫn có thể chơi được. Nó rất là đơn giản luôn ấy, game này nó siêu dễ. Siêu dễ luôn. Mở hòm nhận nhiệm vụ này. Mở trang bị này. Bán 3 trang bị đúng không? Trang bị nào? Đây, tiếp tục mở trang bị. Trang bị nào dùng không dùng đến thì anh em sẽ bán đi. Đấy, rất đơn giản luôn. Dạng game này thì thực sự là mình bảo là giới thiệu thì cũng chưa hẳn, nhưng mà mình sẽ sau này nó sẽ có thêm một vài tính năng khác. Level 35 này thì nó sẽ mở khóa thêm rất nhiều tính năng khác, có cả đấu trường này rồi săn boss các thứ đầy đủ luôn đấy anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ lên cấp ở đây, mặc trang bị. Cái này thì các bạn sẽ phải mở hòm, cái này thì nó sẽ không có auto mở hòm anh em ạ. À có level 12 thì có sẽ mở auto mở hòm nhá, giúp các bạn rảnh tay hơn. Đây là invite này, đây là phần share thì nhận được quà này. Đấy, trang bị không dùng đến anh em sẽ bán đi. Hệ thống trang bị nó cũng chia phẩm cấp nhá. Đồ trắng, đồ xanh lá, xanh dương các thứ. Thì sau này các bạn nâng cái level, các bạn mở hòm ra rồi nâng cái level của cái hòm này lên thì các bạn sẽ có tỷ lệ mở ra các cái đồ xịn hơn. Cao nhất sẽ là đồ màu xám nhá. À đâu, đây là màu gì nhá? Xám đen. Đấy, trắng này, xanh lá này, xanh dương, tím, vàng, cam, đỏ, hồng và xám. Đó, thì các bạn tỷ lệ đồ phẩm chất càng xịn thì chỉ số nó càng khỏe thôi. Đây, ở đây thì hiện tại thì do tỷ lệ thấp nên mình chỉ quay ra được chỉ có 1% ra quay được xanh dương thôi. À 0,5% ra đồ tím. Đấy, mình muốn tăng tỷ lệ nên mình sẽ phải tăng level và cần 100 xu này. Con game này thì sẽ đưa người chơi trở về thời kỳ đồ đá hồi xưa nha. Game có hình ảnh rất là dễ thương luôn. Đấy, nó chơi chỉ đơn giản vậy thôi anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là lên cấp và giới thiệu anh em một vài tính năng chẳng hạn. Rồi, lại tiếp tục mở 10 lần hòm này. Bạn thấy game rất đơn giản đúng không? Cái dạng game này thì có rất nhiều game tương tự rồi nhá. Nhưng mà nó là chủ đề kiếm hiệp các thứ. Nhưng mà con game này nó lại có một cái chủ đề mới lạ. Đó là dạng game có chủ đề về thời kỳ tiền sử, thời kỳ đồ đá. Rồi, chúng ta có bảng nhiệm vụ này. Đấy, bảng nhiệm vụ này các bạn sẽ khiêu chiến và nó sẽ cần lực chiến của người chơi để có thể vượt ải nha mọi người nhá. Đấy, rồi, qua ải đầu tiên này. Về muốn đánh tiếp thì chúng ta sẽ phải nâng cấp nhân vật đã. Không là không đánh được. Đấy, trang bị lởm là các bạn phải bán đi để lấy vàng và lấy XP. Các bạn muốn lên cấp game này, đó thì phải mở hòm nhé mọi người nhé. Đấy, đồ xịn hơn mình sẽ thay thế, nó sẽ có mũi tên màu xanh lá là đồ xịn hơn thì các bạn lắp vào. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Game trông vậy thôi, bánh cuốn lắm anh em ạ. Các bạn phải chơi cơ, bạn mới thấy bánh cuốn, không thì anh em sẽ thấy nó rất là nhảm. Vì không có chiến đấu gì cả mà. Có chiến đấu nhưng mà kiểu nó chiến đấu đơn giản ấy. Thì nói chung là anh em sẽ phải gọi là vào chơi ấy, thì các bạn mới thấy bánh cuốn. Bởi vì game nó đơn giản nhưng mà nó lại bánh cuốn ở việc là các bạn cứ kiểu kích thích việc mở hòm ấy. Không phải ngẫu nhiên mà thể loại game này nó tồn tại được đâu anh em ơi. Mình chưa đủ vàng để có thể nâng cấp cái hòm này lên nhá. Gần 100 vàng cơ, bây giờ mới level 3. Nhưng mà để mà lên cấp 10 mở khóa thêm các tính năng mới thì nó cũng hơi mất thời gian đấy. Cũng không phải dễ đâu, level 35 cơ. Chả biết chơi đến bây giờ lên level 35 luôn ấy. Đấy, level 5 nó mở cái phần round này nâng cấp này. Cái này nó không có tăng tốc nên là cứ phải bấm từ từ anh em ạ. Sau này lên level 12 có auto thì mình sẽ rảnh tay hơn rất nhiều. Ban đầu đấy anh em sẽ, nói thật là anh em sẽ hơi mỏi tay một tí. Bởi vì các bạn phải bấm mở hòm này khá là nhiều lần ấy. Đấy, trang bị nó mở thêm chỉ số, bây giờ cần lên level 4 này. Đấy, các bạn để nạp đầu này nhận thưởng. Rồi, qua ải này, chúng ta sẽ tiếp tục bán trang bị để nhận được 20 vàng nữa này. Mình sắp đủ 100 vàng thì mình có thể nâng cấp cái hòm này lên nhá, nâng cấp mở hòm này lên. Đấy, bán tiếp này.
Đấy, đồ nào không dùng đến mình sẽ bán đi anh em ạ. À, đồ nào xịn hơn mình sẽ lắp vào, đơn chỉ đơn giản vậy thôi. Đây mình sẽ nâng cấp nhá. Đây, chúng ta nâng cấp và đây nó sẽ có thời gian và các bạn để speed up nó lên. Đấy, nó sẽ tiết kiệm thời gian nâng cấp lên. Các bạn thấy không? Bây giờ là mình có 2%. À có 0,5% da đồ tím. Đây giờ mới là 0,5% da, bây giờ có tỷ lệ da đồ tím này, 4,5% da xanh dương. À đúng rồi, xanh lá 22%. Đấy, tăng tỷ lệ lên dần rồi. Đây, nó sẽ quay ra đồ tím hên xui thôi. À, nhớ là đây đủ lực chiến thì em lại tiếp tục vào khiêu chiến này, đánh theo lượt như này thôi. À, quan trọng nhất vẫn là cái lực chiến của nhân vật của bạn. Game nó dễ không? Dễ dã man luôn, ai cũng chơi được. Lại tiếp tục mở 10 hòm. Đây có phần handbook này. Đấy, nhận thưởng. Rồi sau này mình thấy là game nó nhiều tính năng lắm, pet này, thú cưỡi này, cánh này, rune này, rồi totem này. Đấy, nói chung là sẽ trông thì đơn giản nhưng mà nó có rất là nhiều cái tính năng để các bạn chơi và khám phá đấy anh em nhá. Thì đây là một cái hay của con Hurastone này. Mình nghĩ là đây là một tựa game mà để các bạn giải trí rất là tốt, không cần phải nạp đâu. Game này thật sự là anh em không cần phải nạp. Tất nhiên nạp thì nó sẽ nhanh hơn nhưng mà mình nghĩ là không cần phải nạp thì anh em vẫn có thể chơi rất là tốt. Đây sau này nó bán Battle Pass này anh em này. Phần ground này là các bạn sẽ đây các tính năng nó sẽ mở dần dần đấy anh em này. Đấu trường này, cánh này, auto open này, hút này, rồi chibe này. Boss này, thủ cưỡi này, xúc sắc này, runestone này, rất nhiều tính năng. Ồ, trông vậy thôi mà nó nhiều tính năng dã man luôn. Mình đã hiểu vì sao con game này đang rất là đông người chơi anh em nhé. Game đông người chơi dã man luôn. Thậm chí là các bạn có thể gọi là thay đổi hình dáng. Ồ, cái này như kiểu cái trang thời trang anh em. Ồ, cái này như kiểu thời trang ấy. Thay đổi cho nhân vật của mình. Khá là hay. Rồi lại kết hợp việc làm nhiệm vụ cũng như là mở hòm thôi. Đấy, game thật ra thì nó chỉ đơn giản là như vậy. Rồi sau này thì nó sẽ có thêm nhiều tính năng hơn thì chúng ta sẽ dễ chơi hơn. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào người chiến, lực chiến của bạn rất là nhiều. Rồi lại tiếp tục ra nhận thưởng này. Đồ nào không cảm thấy các bạn nhìn cái chỉ số ấy. Đấy, chỉ số xịn hơn thì các bạn sẽ sử dụng nhá. Oh, quay ra toàn ra đồ xanh lá rất là nhiều rồi các bạn này. Nhưng mà mình chưa được cái đồ tím nào. Nói chung là nó cũng có tỷ lệ. Bây giờ chỉ có 0,5% ra đồ tím thôi. Bây giờ muốn ra đồ, tỷ lệ đồ tím cao hơn thì mình sẽ phải nâng cấp. Bây giờ mới level 5 anh em ạ. Đấy, mình mở hòm mới lên level được. Cái này có phần mềm tăng tốc nữa thì nó sẽ tiết kiệm thời gian anh em rất là nhiều. Ban đầu thì chơi nó hơi mỏi tay. Phải nói là hơi mỏi tay và tí phải bấm mở hòm liên tục. Nó chưa có auto mở hòm ấy. Thực sự là nhiều bạn sẽ cảm thấy mỏi tay nha. Nhưng mà sau này thì nó sẽ đỡ hơn. Đây có thể Battle Pass này. Các bạn là muốn chơi lâu dài thì anh em phải nạp Battle Pass vào để nhận thêm thưởng. Còn không thì như mình đã nói, cái dạng game này thì chơi cho vui và không cần phải nạp thì vẫn có thể chơi được nha. Game này không phải nạp thì vẫn có thể chơi được. Đấy, tiếp tục này. Đấy, lại mở hòm ra thôi. Nãy giờ không được cái đồ xanh dương nào luôn ý anh em ạ. Khá là đen. Nên là mở thì nó có tỷ lệ và hên xui thôi. Nhưng mà mình đang xui nhiều hơn hên. Cày dã man luôn. Đấy, lại tiếp tục. Game dễ chơi nhỉ? Các bạn sẽ thấy, nếu các bạn xem mình chơi ấy, các bạn sẽ thấy nó hơi nhảm. Nhưng mà các bạn phải chơi cơ thì bạn này nó cái thời gian các bạn chơi ấy nó trôi nhanh dã man và cực kỳ bánh cuốn luôn nhá. Thì đây là đặc điểm của cái thể loại này nói chung và dạng cái con game Hurastone này thì nói riêng. Đấy. Thực sự là mình chơi này thôi mà mình cảm thấy nó bành cuốn dã man. Này kiểu thỉnh thoảng vào chơi giải trí dã man. Ôi được đồ tím này, ngon. Vừa nói xong được cái dây chuyền một bông tai màu tím luôn anh em ạ. Hệ thống trang bị là 12 món nhé. Đây 12 ô đồ này. Đấy, rồi các bạn thể đủ được chiến rồi anh em thể vào tiếp tục khiêu chiến vượt ải thôi. Đấy. Nó đơn giản lắm, sau này thì hấp dẫn hơn thì các bạn sẽ có đánh boss rồi, thậm chí là các bạn có thể PvP với những người chơi khác nữa. Bánh cuốn dã man luôn anh em ạ. Rồi, cần lên level 8 này. Thực ra để lên level 10 thì nó cũng không mất quá nhiều thời gian lắm đâu. Các bạn chơi khoảng 15 phút chắc là được lên level 10. Hơi mỏi tay, nói chung là sẽ ban đầu thì sẽ mỏi tay nhé anh em nhé.
ban đầu sẽ mỏi tay hơn so với các cái game rảnh tay khác, nhưng mà về sau thì các bạn sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Các bạn cứ thế mà treo máy các thứ mở hòm thôi. Sau đấy level 12 ấy. Đây, mình sẽ tiếp tục nâng cấp. À, chưa đủ, cần 300 vàng nữa. Khá là lâu đấy, không phải dễ đâu. Đấy, vậy thôi. Thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về World Game cây rùa, nhập vai cây rùa, có tên gọi là Hurasto nhé. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em tải game mà chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCoB. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, có mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.